về việc bạch sư cho con hỏi về việc cung kính một vị tăng không thành tựu, trường hợp một người LGBT xuất gia gieo duyên nói dối để được xuất gia, đắp lên người bồ y của Đức Phật, con học ở sư là mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng của mình, thì thấy vị đó con vẫn chào và cung kính, nhưng lúc đó phải quán là tôi đang cung kính màu y của Đức Phật, tôi cung kính thì có phước của tôi, còn vị ấy làm sai thì là nghiệp của vị ấy. Tuy nhiên trong sâu thẳm trong suy nghĩ con vẫn không thể khống chế hết được, suy nghĩ bất thiện khởi lên khinh thường vị ấy, vì con đã biết sự thật, con xin sư lời khuyên để ứng xử trong trường hợp này. Tất nhiên là con cũng cố gắng để tránh hạn chế gặp vị ấy. Thì chúng ta an trú trong tâm xã thôi, tức là mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, mình thì có nghiệp của mình cung kính bất cứ ai thì mình có nghiệp của mình, mà mình khinh thị bất cứ ai thì mình cũng có nghiệp của mình, còn bản thân vị đó thì cũng có nghiệp của vị đó. Mà khi mà quý vị có cái tác ý như thế thì nó rất là tốt, để mình tránh đi. Ví dụ như mỗi lần mình nhìn tới, mình tiếp xúc thì mình có tâm bất thiện thì mình nên tránh.